Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 ai sẽ là Tổng Bí Thư. Hội nghị Trung ương 14 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18 tháng 12 năm 2020. Nội dung có lẽ được nhiều người quan tâm là ông hoặc bà nào sẽ được giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa 2021-2026. Trên trang Facebook cá nhân, hơn nửa triệu người theo dõi, nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đưa ra nhận định như sau. Bộ Chính trị khóa 12 có 19 ghế. Trong 5 năm qua, thì ông Đinh Thế Huynh được cho là đang bị thần kinh, thật giả không biết. Trần Đại Quang thì đã qua đời, Đinh La Thăng đang thụ án tù 30 năm sắp ra tòa tiếp và tiếp tục sẽ được xét xử. Hoàng Trung Hải kỷ luật cảnh cáo, Nguyễn Văn Bình kỷ luật cảnh cáo, coi như bị vô hiệu hóa từ cửa tái cử. Bình và Hải sẽ không được giới thiệu và nghỉ hưu sau Đại hội 13. Đây là hình ảnh danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Như vậy, 6 người trong Bộ Chính trị hiện nay đủ tuổi ở lại có ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958, ông Vương Đình Huệ 1957, ông Tô Lâm 1957, Trương Thị Mai 1958, Phạm Bình Minh 1959 và Võ Văn Thưởng 1970. Ngoài ra, ông Trương Hòa Bình sinh năm 1955, nơi địa điểm đại hội còn dư những 3 tháng tuổi có thể được thảo luận và bỏ phiếu thông qua. Các ông trong Ban Bí thư khả năng rất cao sẽ được giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa tới như Nguyễn Văn Nên, Lương Cường, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng, Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú. Như vậy, dư 4 đến 5 suất cho người mới vào và một trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại. Đại hội 13 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2021 là điều gần như không thể trì hoãn bất kể đại dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành ác liệt thế nào. Trường hợp đặc biệt quá tuổi muốn ở lại nắm quyền như ông Nguyễn Phú Trọng đợt Đại hội 12 thì chỉ có một và sẽ được giới thiệu xem xét tại Hội nghị Trung ương 15 diễn ra ngay sát trước Đại hội 13. Các nhà quan sát chính trị gọi đó là cuộc đua tam mã, gồm có Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng và bà Kim Ngân. Trong đó, ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 đang được ông Trọng ủng hộ thay thế mình. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, ứng viên sáng giá với uy tín tăng cao khi xử lý tốt đại dịch. Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, đại diện cho cánh miền Nam còn rất ít trong Bộ Chính trị. Bà Ngân được xem là không ngả về phe nào nên cũng là một ứng cử viên lý tưởng để cân bằng lợi ích. Tiền lệ đã có ông Trọng Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Quốc hội trước khi qua ngồi ghế Tổng Bí thư vào hồi năm 2011. Bà Ngân là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ chính trị cao trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù tại Lào thì Chủ tịch Quốc hội đã có từ năm 2010 là nữ. Cơ hội đặc biệt đang chia đều cho 3 người. Đây là hình ảnh Thường trực Ban Bí thư ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954. Vào ngày 14 tháng 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố rút và nghỉ. Kể cả không nghỉ vì sức khỏe thì ông Trọng cũng khó tiếp tục vì bản thân đã 2 lần là trường hợp đặc biệt nếu muốn ở lại phải sửa quy định. Đặc biệt, việc kiêm nhiệm ghế của ông Trần Đại Quang, ông cũng không hoàn thành chức trách kể từ khi ông bị đột quỵ lần một. Vào ngày 15 tháng 12, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, cựu bí thư tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đang là phó trưởng ban dân vận Trung ương, sẽ là người miền Nam hiếm hoi lọt vào Bộ Chính trị, cùng Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Văn Nên, Võ Văn Thưởng. Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đã đưa ra nhận định của mình như thế. Với câu hỏi, Đại hội 13, ai sẽ là Tổng Bí thư? Tiến sĩ Phạm Quý Thọ có bài bình luận như sau. Câu hỏi luôn quan trọng với chế độ đảng toàn trị, không những vì chức vụ Tổng Bí thư là người có quyền lực tuyệt đối trong chế độ, nhân sự là công việc nội bộ của đảng, mà còn là vì việc chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ lãnh đạo đang dần có những thay đổi sâu sắc trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường. Bài viết cũng chỉ ra rằng mặc dù các chuẩn mực được quy ước để hạn chế tha hóa quyền lực, nhưng sự chuyển giao quyền lực Tổng Bí thư luôn là vấn đề qua các kỳ đại hội đảng, đặc biệt là trước nhiệm kỳ 12 trước đây. Và việc chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng không có vùng cấm, theo hướng tập quyền cao hơn, liệu có cải thiện được sự chuyển giao quyền lực cho Đại hội 13 sắp tới hay không, và thúc đẩy tiếp tục cải cách như thế nào vẫn là câu hỏi cần được làm rõ.
việc chuyển giao quyền lực sẽ như thế nào? Trong chế độ phong kiến, vua chúa được nối ngôi theo huyết thống, các triều đại vận hành theo chu kỳ thịnh suy, nhưng trong mỗi triều đại, cách thức vẫn là cha truyền con nối. Đây là hình ảnh những gương mặt còn sáng giá trong bộ chính trị vẫn còn đủ tuổi. Chế độ tư bản chủ nghĩa thay thế chế độ phong kiến bởi phương thức sản xuất tiến bộ hơn với động lực thị trường. Chế độ dân chủ với tam quyền phân lập được thiết lập trong các nước phát triển phương Tây và hầu hết các quốc gia mới nổi và đang phát triển cũng đang trong quá trình chuyển đổi dân chủ với các mức độ khác nhau. Sau cuộc cách mạng tháng 10 của Nga năm 1917, mô hình Xô Viết thời chế độ Đảng Cộng sản ra đời và tồn tại đến năm 1990. Hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã sụp đổ từ đó. Các nước như Trung Quốc, Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì chế độ chính trị như vậy, nhưng thực hiện chính sách cải cách và mở cửa để chuyển nền kinh tế sang thị trường. Về việc định hướng là xã hội chủ nghĩa, nhưng về thực chất các chế độ này cũng không thể tránh được xu hướng chuyển đổi dân chủ. Đó chính là quá trình thể chế hóa chế độ. Các lãnh tụ cách mạng thế hệ khai quốc công thần thường nắm quyền bính suốt đời cho đến chết như Stalin ở Liên Xô cũ, Mao Trạch Đông ở Trung Quốc và những nạn sùng bái cá nhân tranh giành quyền lực đã xảy ra sau đó. Bởi vậy, các tiêu chuẩn chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ lãnh đạo đảng dần được thiết lập rõ ràng, nhất là giới hạn nhiệm kỳ và độ tuổi đối với mỗi cấp lãnh đạo. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư tái xuất hiện hôm 14 tháng 11 năm 2020 tại thủ đô Hà Nội với bước đi khập khiễng và phải có người dìu. Ngoài ra, về vấn đề năng lực, kỹ trị, người tài cũng được chú trọng nhằm hạn chế tính bè phái vốn đóng một phần vai trò trong việc chuyển giao quyền lực. Khi chuẩn bị phá vỡ các chuẩn mực trong công tác cán bộ, cần thiết để kiểm soát tha hóa quyền lực. Bởi vậy, việc phá vỡ hai nguyên tắc chuyển giao quyền lực nêu trên là nguyên nhân quan trọng gây nên sự mất ổn định, thậm chí là bất ổn của chế độ. Quá trình chuyển giao quyền lực từ sau Đại hội đổi mới năm 1986 cho đến trước Đại hội 11 năm 2011 được quan sát là tương đối suôn sẻ. Sau khi Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, người cầm quyền nhiều năm nhất qua đời, quá trình chuyển giao quyền lực dần theo chuẩn mực, trong đó nhấn mạnh tuổi và nhiệm kỳ. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Đại hội thứ 6 năm 1986 đến 1991 đến Đại hội 11 khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm quyền nhiệm kỳ thứ nhất 2011-2016 đã diễn ra như vậy. Và có hai điểm mà các nhà phân tích chính trị lưu ý. Một là có trục trặc ở Đại hội 8 khi Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nắm quyền tại Đại hội 7 và tiếp tục kéo dài hơn một năm đến tháng 12 năm 1997 tại Đại hội 8. Sau đó ông được thay thế bởi Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Sự trục trặc là trường hợp quá tuổi theo quy định và được giải thích để giữ ổn định khi sàng lọc người kế vị. Hai là nguyên tắc tập thể lãnh đạo đối với Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban chấp hành Trung ương là cơ quan quyền lực cao nhất quyết định chức vụ Tổng Bí thư. Và kịch tính chuyển giao quyền lực được quan sát là thời gian trước và trong Đại hội 12. Đảng đã nhận định sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của bộ phận không nhỏ lãnh đạo đảng viên đang đe dọa sự tồn vong của chế độ này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị mức án là từ 10 đến 15 năm tù. Nhưng thẩm phán Trương Việt Toàn chỉ tuyên án có 5 năm tù. Sau khi tuyên án lại đến bắt tay vỗ vai ông Chung như đồng chí là một hành động chưa từng có tiền lệ. Nhà báo Huy Đức trên trang Facebook của mình đã khái quát về 3 thế hệ lãnh đạo rằng thế hệ các bậc công thần khai chế độ là những người có khát vọng, không tuồn mùn vật chất và biết chuẩn bị một thế hệ khác tiếp tục con đường của mình. Thế hệ kế tục sự nghiệp cần quyền trong bối cảnh Liên Xô sụp đổ. Khí chất kẻ sĩ vẫn giúp họ đạt được khát vọng dân tộc cao hơn lợi ích cá nhân, nhưng đã nhìn thấy sự lầm than chủ yếu vì lỗi hệ thống và giáo điều. Thế hệ thứ 3 cầm quyền vào thời điểm quyền lực rất có màu, tự tha hóa mình về mặt con người và làm vô hiệu các nỗ lực cải cách thể chế của những người tiền nhiệm. Sự gần gũi với thị trường và thiếu cơ chế giám sát quyền lực khiến các nhà kỹ trị, quan chức chính phủ trực tiếp điều hành chính sách dễ dàng bị cám dỗ bởi vật chất. Sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên là một trong những nguyên nhân gây chia rẽ trong tập thể lãnh đạo, hình thành bè phái với một bên là phe đảng và các nhà chính trị hoạch định tư tưởng
và đường lối. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phá vỡ chuẩn mực, chuyển giao quyền lực, các trường hợp đặc biệt được thỏa thuận bởi nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Trong đó, vị trí Tổng Bí thư cần phải được đề cử theo quyết định số 224TV vào năm 2014 về quy chế bầu trong Đảng, mà ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử. Không được ứng cử và tự nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị. Điều này đã giúp cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm quyền ở nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2016-2020. Và ông Tổng Bí thư tập trung chỉnh đốn lại nội bộ của Đảng với tư cách là trưởng ban phòng chống tham nhũng, thực hiện trực tiếp chỉ đạo chiến dịch chống tham nhũng với tên đốt lò và không có vùng cấm. Một hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 cho đến nay, đã được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội vừa qua. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có tới 87.000 đảng viên trong tổng số hơn 131.000 bị kỷ luật, trong đó có 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng, và đáng chú ý là hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, gồm có 27 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị và hơn 30 sĩ quan cấp tướng đã bị kỷ luật và xử lý hình sự. Đây là hình ảnh một số ông tướng công an và quân đội tham nhũng đã bị kết án tù trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, ngoài ông Đinh La Thăng đã bị kết án 35 năm tù vì vi phạm pháp luật, mới đây với sự kiện hai ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm là hai nhà kỹ trị là nguyên Phó Thủ tướng và nguyên Thống đốc Ngân hàng đã bị kỷ luật cảnh cáo về những vi phạm khuyết điểm từ kỳ đại hội lần thứ 11, 2011-2016, đã đặt dấu chấm hết cho quan lộ của họ theo chỉ thị 35CTTV vào năm 2019 và đã làm dấy lên suy đoán rằng việc chuyển giao quyền lực Tổng Bí thư vẫn còn khó khăn với nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Các trường hợp đặc biệt đề cử Tổng Bí thư và cơ cấu giản lãnh đạo mới cũng cần sự đồng thuận của tập thể Bộ Chính trị hiện thời. Ý kiến cá nhân của Tổng Bí thư là quan trọng, nhưng việc cân bằng các yếu tố khác luôn được đặt ra. Có hai người được nói đến bao gồm. Thứ nhất là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với chính sách thúc đẩy động lực thị trường để tăng trưởng kinh tế, đồng thời với cải cách thể chế, điều hành phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán thành công và vượt qua thảm họa bão lũ miền Trung vừa qua. Tiếp theo là Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát, được kỳ vọng là đẩy lùi tham nhũng trong nhiệm kỳ tới và đang đứng đầu danh sách các trường hợp đặc biệt quá tuổi để được đề cử chức vụ Tổng Bí thư. Nhưng sự phân chia các vị trí quyền lực khác là cơ sở và truyền thống do sự đồng thuận tập thể. Hội nghị Trung ương 14 được tổ chức vào hôm 14 tháng 12 năm 2020 trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu có là cuối cùng của nhiệm kỳ tùy thuộc vào sự đồng thuận theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo của những nội dung quan trọng liên quan đến nhân sự cấp cao, trong đó có việc đề cử chức vụ Tổng Bí thư. Hơn thế, câu hỏi lớn đặt ra, vì sao trong thời kỳ đổi mới, qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, kể cả đại hội 13 này, việc chuyển giao quyền lực vẫn luôn gặp nhiều khó khăn đến như vậy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đại hội 13, ai sẽ là Tổng Bí thư? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.